Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một cái clip để liên tục dựng loa cho các bác khách. Chỉ review một đôi một thôi để các bác cập nhật mẫu. Và nhà Tùng Nguyễn vẫn đang gửi xe và gửi bưu điện các bác nhá. Hàng chuẩn bị Tết nhưng vẫn gửi xe và gửi bưu điện cho tất cả các bác khách. Hôm nay Tùng Nguyễn giới thiệu một đôi loa full 30 giờ CF và được cái cấu hình là lắp bát tép LR. Và gửi cho bác anh là một con vang có mã là hàng chính hãng AV Pro. Pro 8 các bác nhé. Em review con vang trước này. Con vang này chất âm của nó cực kỳ là hay. AV Pro. Tất cả các mặt hàng tem của chính hãng. Con này rất là phù hợp đánh với các dòng đẩy 4 kênh vì nó có 4 cổng ra cắt đường center. 4 cổng thẳng xuống đẩy 4 kênh luôn. Vang AV Pro. Con vang này có giá 2,1 triệu, cùng với sẽ bao ship và tặng kèm dây tắc. Và các bác cùng tham khảo cái đôi loa mà. Đôi loa này nếu lên thùng, chất âm của nó sẽ rất là tuyệt vời, hát rất sáng tiếng, được làm côn dây nhôm dẹt. Đôi loa này nhà bác ấy đã có súp điện rồi, 40 rồi. Và bác ấy đặt cặp loa với cái chất âm là tiếng ca sáng. Củ bát là 30NG từ 109, hàng chính hãng NG Louis Vuitton. Model là 12VKF336, dòng sản phẩm là côn dây nhôm dẹt, xương nhôm đúc trẻ đôi từ 109 côn 76. Các bác được chơi một đôi loa Tùng Nguyễn dựng đây là một đôi loa mà cấu hình hàng xịn của nhà máy. Chất âm của nó lên hay lắm. Nếu mà hàng xịn của nhà máy thì chất âm lên cực kỳ là tuyệt vời. Bích nỗ của nó rất là dày các bác nhé, tiệm vuông này cả trên cả dưới rất dày. Chạm nhúng màu vàng côn 76. Côn 76K rất là sáng. Màng xếp ni lợn sóng, gân vải thẩm dầu 3 gân. Đây là cặp bát 30NG336. Một cặp tép NG hàng xịn của nhà máy, đó là loại tép nắp nhôm hình bông hoa. Các bác lưu ý, dòng tép LR có hai loại. Nếu loại xịn là phải nắp nhôm hình bông hoa các bác nhá. Các bác phải đọc mã lên. Từ dây bích dày. Thùng được chôn gen. Cấu hình phân tần chạy hai chở nhôm một tím, thu một trắng sữa. Phân tần này có mã là BL-2. Đây là cặp thùng loa RCF và con vang. Cặp thùng loa này nên thành phẩm này là 6,5 triệu. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio. Tùng Nguyễn sẽ gửi hàng nhận lóng trong ngày qua đường gửi xe hoặc gửi bưu điện. Các bác ở xa đi chơi Tết về, đi làm về thì về quê ăn Tết có thể là lên đơn một cặp loa này về để chơi. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Tùng Nguyễn bây giờ Tết rồi, không lòng vòng như ở Hải Phòng nữa mà sẽ chốt đơn và báo giá cho các bác đồng ý là gửi hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.